rồi. Trời đến mày hả? Con gà không phải con chị. Vậy con gà tới đâu? Con gà bắt đâu? Trời ơi, sao mặt mày xanh lè hả? Hai, Hai ca xin chào cô chú anh chị nhà mình nha. Thì hôm bữa trước Hai con báo mới nhú dám hợp tác lại để cho anh Hai ca, để bà Linh bà quýnh Hai ca một trận te tu luôn kìa. Thì nay không có chị Linh ở nhà, Hai ca sẽ trả thù hai con báo kia một vố thiệt là nặng nha. Cái này là mình kêu là gấp lửa bỏ tay người á cả nhà. Thôi, nói chung là cái màn tròn hôm nay như thế nào thì mọi người cứ xem video, mọi người sẽ biết thôi. Nhưng mà hôm nay mình sẽ cho hai con báo kia lên dễ nha. Đi cả nhà. Bà không có nhà, bà đi chở con về nội rồi cả nhà. Rồi rồi, tới công chuyện rồi. Con gà này cả nhà, bây giờ Hải ca sẽ đem về nhà Hải ca để mà nhốt vô cái chuồng khác nha. Rồi mình sẽ đi mua con gà khác để mình dụ tiện tử với Sơn Báo vô bẫy. Hai ca sẽ úp con gà này ra nha nha. Bây giờ mình đi mua gà mới để mà chuẩn bị cho anh bé Yến với anh Sơn Báo nha. A few moments later. Đâu rồi? Ủa anh Hải đâu? Hải ơi. Ủa sao có một gà ở đây mà nó mất tiêu rồi? Gà này á? Gà này á? Nướng gà này á? Làm rồi mà Yến. Làm rồi chứ chưa rửa. Rửa đi. Rồi nó đâu rồi trời? Nhưng nay cho anh gà rồi nó chứ. Em thấy hơi có điểm gì á. Điểm gì đi rửa đi. Ăn có sao vậy? Ăn ngon nhưng có sao. Rửa đi. Rồi nó đâu rồi điện nữa rồi. Anh Hai gọi rồi. Rồi hết tiền rồi. Em có đem gọi nè đâu. Rồi báo nữa chứ. Ơi, gà ai kia tôi đưa đang làm gì á? Gà ngon nè. Ồ, gà ngon vậy? Đúng từ lần luôn mới nhắc nữa. Cái gì? Hả? À, mày kia tôi mua thang. Để thang vô. Con chi nhiều cái lắm vậy? Gà đâu ngon hả? À? Anh Hải ca mua để nướng ăn á. Vì đi mua gà nướng nhà, mình muốn nước là có nước quá. Linh biết làm mấy hết không chị Linh? Không. Bây giờ ăn gà đâu mà nuôi ớt. Chờ mà mua than vậy thì em nướng hết xong luôn rồi nè. Em biết. Tao đi công chuyện mà đợi tao mua than chi, nhà tao không chạy mua đi trời. Ghé chợ tán mà nào dưới chị. Tao đi công chuyện có chút xíu à. Sáng giờ thấy Hải ca không vậy? Chị mới ghé ngoài thấy nó ngủ ngoài mà. Á, nó kêu nướng gà nó ngủ chứ trời nướng xong gà nó ăn cái gì. Nãy kêu em muốn nướng gà mà. Em biết chị thấy nó ngủ ngoài á, nó kêu chị mua than rồi có cụ ghé rồi thấy nó ngủ ngoài thôi chị đi về luôn. Em là người chuyện mua than hả? Mua than nhưng mà hồi nãy nó đào điện đó, điện. Trên đây khói không? Đứng nó hửi khói chạy. Rồi rồi, tới công chuyện rồi. Ủa ơi, con gà tao đâu rồi? Con gà tao đâu rồi? Gà gì? Ai biết? Gà gì chị?
Con gà thì tao nhốt trong bụi đi đâu rồi? Con gà thì tao nhốt trong bụi đi đâu rồi? Đi đâu? Mày biết mới ra, thấy gà là đâu? Ê bớt giỡn nha. Hai đứa bay ngồi ở đây nướng gà ở đây mà con gà tao trong bụi đi đâu? Gà chi cái trống rồi má. Gà mái. Cái này gà trống. Kìa. Trống có trứng hả? Em cái gà gì nữa? Nguyên gà này mua. Gà này mua. Gà mua gà con gà tao đâu? Gà chị chắc sảy rồi chứ vậy? Sao biết được? Nghĩ sao sảy tao hồi nãy tao còn mà sảy cái gì? Gà chị chân màu gì? Gà chân màu vàng kìa. Thì gà này cũng chân màu vàng. Hai đứa bay bắt con gà chị đúng không? Hai đứa bay bắt con gà chị đúng không? Màu phù lông như thế nào? Trời mẹ gà bây giờ tao hỏi lông tao mới màu màu gì thì lông sao mày? Gà chị bự không? Tầm con gà này chứ mấy. Thì vậy? Gà nó bay bắt con gà của chị đúng không? Em bắt hiền lên. Con gà này tao đi cho người ta đó. Em có bắt gà chị đâu? Chị không bắt con gà ở gà chị đây đâu. Hai đứa bay ngồi kế bên đi nướng gà con làm vậy. Gà này đâu ra vậy? Chị tao mua. Ừ, gì? Người mua. Ai mua? Gà ai mua? Đúng rồi, mình ra là thấy con gà trên mạng rồi. Ừ. Em gà không. Con gà tao nhốt từ hồi chưa giờ đây đâu. Con gà nó tung liền. Hai đứa bay ngồi ở đây mà con gà tao nhốt ở đây mà kêu không biết. Biết mới ra mà chàng. Biết thiệt. Vì quán gì rồi con gà này đâu ra rồi. Con gà của tao đâu tao cho người ta mà tự nhiên giờ mất con gà. Sao biết. Trời ơi. Giờ ăn xin đi rồi tính gà sao. Chị bắt người khác cho. Gà đâu bắt. Của ông nội để lại hả. Trời ơi hấp dẫn nha chưa. Má đó. Ờ cứ điện hỏi coi. Nè chặt khớp cái đầu nó nghiêng bên chị. Mày làm gì mày? Ngủ hả? Cái gà gì đúng ở đây hả? Không có hả? Đúng không? Không có. Đó. Không có gà gì đó hả? Ừ. Gì? Cái gì có gà gì? Điện gà đây là cái gì? Gà của tao. Mày. Gà của tao. Con này gà của tao. Gì vậy sao biết gà của chị? Gà của tao mà gà không. Này. Con bà chứ ai? Mẹ gà hả? Chứ ai? Ờ, dính trưởng lên nè. Con hỏi nó không biết gì hết. Trời ơi, không lẽ nó biết. Con hỏi nó thì không ấy
mà trong khi nãy ghé nhà nó đang ngủ ngoài á. Thì lúc khơi nó kêu hai ngày nó nước ra nó ngủ. Rồi ai thì nó mà mua tháng. Em. Gì có ngồi hết thân đâu không hiểu gì trơn hả? Mẹ hai đứa bay phá. Con báo mình không nổi rồi hai con báo nhú này đó. Con thấy nó nằm ở ngoài, lấy nó đang ngủ là thấy chắc con bim bim rồi đó. Mày hả bưởi? Mày nha mày. Con đây cũng vừa vừa mày mẹ đó. Không biết chứ do mày nhớ lo bê rồi con đau. Nó đâu có đẻ đâu mà nó quýnh đại như nó đâu có đẻ đâu nó biết. Tao một ai một đây tao phi một cái mà bảnh. Em không bắt gà chị nha. Em bắt gà ai bắt? Em không có bắt luôn á. Con nướng thôi con có bắt. Trời đất ơi mày nướng một con gà ai bắt con gà chị? Nướng sao chị gà? Bà em á gà này của bà ngoại. Kêu ra ăn gà nướng thì ra nghe bị chửi không à trời. Mày nghĩ con bắt gà chị Linh hả mẹ? Mày nhớ bắt cái ai bắt. Mà nó bận phải có lông, có lá, có nồi, có ơ rồi chứ. Đúng vậy. Phải gà không ạ? Con đi từ trưa giờ sao biết? Sống không nổi với hai đứa này luôn trời. Con tưởng tao thấy nó ngủ ở ngoài. Con thấy nó ngủ là tắt im 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 rồi. Hay chắc là nó không có báo đâu. Mà anh hai. Không biết thiệt. Không biết anh hai. Hai anh em mày chứ ai? Biết không? Không biết thiệt luôn á. Chị chiếc hải cây lại mẹ quýnh nó đi nó khai cho con không biết rồi đó. Dạ bố nhớ cái đầu luôn chị. Không muốn đầu mà em không biết mày dám đi ra nướng gà. Tao quán cái đít mày dứt cái đầu á. Nó chìm với cái đầu luôn. Tao đi từ cái miên rồi tao đang đau đầu tao nắng rồi tao đang quạo rồi tao về thấy con gà mất mẹ. Mày nói mẹ coi mẹ có chị lên coi. Nói gì? Con không có nướng. Ơ quên con có bắt. Mày không bắt mà mày nướng gà. Tội mày nó chửi mày nó quánh mày là vừa hai đứa luôn nữa chứ đứa đâu. Trời ơi, con sao mà lại chỉ thích đi chơi. Lâu gánh bữa chửi với chị. Ví dụ kim cho nó quạt rồi nhau. Vậy khác chưa? Tao gọi tại riêng rồi đó, tao quýnh một cái rồi thôi. Nè, chói con ra. Không. Tao ăn cái quần đấy phải đồng lõi cho bay luôn hả? Vậy mày không? Không. Là cho tụi bạn nghe. Nghe bạn là mắng không? Từ đi, bình tĩnh đấy. Khiến con kia ra. Ông nội nói là lấy con gà chửi. Giờ bà Linh bà đứng làm như sung lụng rồi hai cái bà trả gà cho nó đi. Giờ giờ trả gà đó. Rồi trả gà đó không có nướng luôn đâu đó. Con gà tôi đem cho người ta, còn con gà này ai giờ đi xách đi cho người ta kiểu gì? Người ta cho con gà nguyên cho hay cho con gà. Báo chịu không nổi rồi thêm hai đứa báo nữa. Thì nướng xong rồi cho. Nướng xong rồi cho. Rảnh quá. Bị tay quên. Bây giờ ta nướng với người ta chắc ăn nè. Cho con đi không? Trời ơi. Con đi từ chưa giờ nó bụng muốn chết luôn á. Má nó chửi nó no luôn trời. Mày hiểu. Nó quạt qua đây. Thằng này cũng phải cay chứ. Có đâu? Con có. Vậy? Thử lại đứa con dâu nó con gà con ruột ơi. Xử gì xử lỡ rồi xử gì nữa xử. Bắt gà đợi. Rồi con gà không đâu. Ông nghe cái thịt gà, ông đâu biết gà của ai đâu. Ngào ra gà. Nghe gà nướng ngon chết mà giờ thơm phức thì không ai đi bỏ. Em không nướng gà chị đâu. Ơi ơi không bắt gà chị. Cứ không nướng gà mà. Ngồi nướng gà cứ không nướng gà đâu, không nướng gà đâu. Liệu liệu chữ quá liệu luôn rồi. Ai chửi? Nào giờ ai? Chửi mới con cầu đâu? À. Nãy chửi mới con tiếng mà. Quýt cái đít nó bận dồn lên cái đầu. Thiệt chứ. Mà cái que chuối này ăn đau điếc gì? Đáng lẽ ăn cặp cái que nè, kia kìa. Nè tán cái que cái là đau không? Đau ơi. À, đau không? Đau chứ trời. Giờ thủ phạm là thằng nào? Hải ca mẹ. Ừ. Trời ơi. Mà nãy ghé nó thì nó đang ngủ hồi nãy nó ra nó kêu nó không biết gì hết trơn, nó kêu nó không biết. Sống không nổi với thằng này luôn mày ơi. Rồi đến cho người ta trời. Giờ không có gà đem bà cho mẹ luôn đi. Có ai hốt không? Hốt, gà mái mà. Mái cứ giữ rồi mái dầu. Trời nó hốt rồi, nó không hốt á. Chị đi kiếm thằng Hạc, chị điện thoại đi, nó ra giải quyết cho. Điện hoài, điện nó nãy giờ nó ra đi mất mẹ rồi. Hoài xong mới chín chứ. Chín lá ăn đồ. Má là nữa. Mày hả? Thì thấy ghê vậy bà Linh. Chứ không phải ca. Ca gì ca nó không có biết mà. Trời ơi, không lẽ nó bắt rồi nó bắt. Ăn con gà cho sáng không mắt. Sáng con mắt tụi mày. Tối thôi sao? Thấy tối con mắt tao. Ăn gà hết ngon luôn rồi. Ngon. Chửi ngò đúng không? Với cầu quá. Mẹ bây giờ sao ta? Trời ơi, cần cuối nè. Em là không có. Ừ, em muốn con gà thì thôi. Bây giờ không có đúng không? Cứu cuộc bây giờ. Vậy chị biết con gà của chị là bộ lông màu gì không? Được. Gà đó lông màu vàng chứ lông gì? Gà lông màu gì? Con mập nó bỏ biết. Em không biết lông màu gì luôn á.
Rau màu vàng chứ rau màu vàng. Mặt lên khói quá. Mẹ ra bị chửi. Vậy nè thôi. Để tao bớt chửi lên tao nghe. Tội nghiệp rồi đó. Vậy nè, thằng Hải nó kêu ra đây nướng gà. Ra nướng gà. Đúng. Rồi con gà làm sẵn để trên bàn. Đúng vậy. Nó kêu con gà làm sẵn để trên bàn. Đúng rồi. Rồi kêu em kêu chị mua than. Chứ không lẽ đang cắp gà mà nó kêu mà mua than gì nướng ăn. Vậy rồi cốt cuộc là cái con gà là do nó ăn trộm con gà con đúng không? Ai biết. Đúng vậy. Ừ. Chính xác. Chứ em không ăn trộm ai đâu á. Vậy. Mày trả gà cho đứng ra. Mẹ mày gà nó nghe hiểu nó này không? Kêu tránh hiểu. Bắt liền cái chuyện. Mày nói ra. Chưa gì bao quất mấy cây luôn rồi. Ôi trời, nhà nóng quá bay. Làm mơ mày cho tao bà hiền luôn biết rồi không? Để tao khẩu nghiệp hả bà, để tao hôn ngày nào không chửi mày đâu, không chịu được hả sao? Dạ. Tại bỏ anh hai với miếng chơi em cả. Chơi gì? Vụ gì? Chơi qua phải chơi lại chứ. Bỏ vụ cấp đầu hai của đội này chứ ai? Hay quá, anh em hay quá. Chơi qua chơi lại chơi qua tao ngửi giữa nè. Chị lớn chị lãnh đi chứ. Làm sao quýnh tao lên giữa nè. Mẹ ca. Này thôi quan thị xíu cho cái mày nè. Nói chứ này con gà này có câu chuyện rất là quan trọng. Chuyện gì quan trọng? Nhưng mà chút xíu em sẽ nói, bây giờ nướng gà chín đã.